đầu tiên trong kinh điển có nội dung nào về việc so sánh thời gian các cõi không theo con hiểu thì khái niệm về thời gian của các chủng loài ở các cõi là không như nhau ví dụ tại cõi trời vi tế hơn cõi người các giác quan trên cõi trời cũng sẽ nhanh và nhạy hơn cấu tạo hình thành nên các chư thiên cũng vi tế hơn từ đó dẫn đến sự nhanh hơn trong các hoạt động khi so sánh với cõi người vậy con suy luận có thể chư thiên ở cõi trời hoàn thành xong cuộc sống một năm sẽ bằng con người hoạt động chậm chạp trong một ngày điều này con suy luận có đúng như vậy không không giống à, cái sự trôi qua của thời gian ấy chư thiên và loài người là như nhau. Cái sự trải nghiệm là như nhau và cũng không có bài kinh nào nói rằng chư thiên sẽ hoạt động nhanh hơn loài người. Không có chuyện đó. À, bằng chứng là khi mà Đức Thế Tôn lên trên cõi đau lợi à, thuyết 3 tháng tạng vi diệu pháp thì cũng tương đương với cõi người trôi qua thời gian 3 tháng. Chẳng qua là do thời gian của chư thiên cái tuổi thọ họ dài hơn, cho nên là họ cần những cái đơn vị tính nó lớn hơn. Xin lấy ví dụ, cái loài nó có một cái loài cái loài phù du á. Nó sống chỉ có 24 giờ thôi, nó sống chỉ có một ngày thôi. Thì đối với loài phù du như vậy đó, uh, nó, nó sẽ không thể nào nó hiểu được khái niệm tuần, khái niệm tháng, khái niệm năm, khái niệm thập kỷ, khái niệm thế kỷ, khái niệm thiên niên kỷ. Uh, đối với nó, những khái niệm đó nó rất là xa vời bởi vì cái con đó nó chỉ sống được 24 giờ thôi cho nên có khi nó sẽ chia giờ nhỏ ra ví dụ như uh, 24 giờ thí dụ như vậy nhưng mà nó sẽ chia nhỏ thời gian nó ra hơn bởi vì nó không thể nào nó hiểu được um, cái kiểu sống thọ như vậy uh, còn đối với loài người đó thì loài người không thể dùng cái cách tính giờ của cái con phù du để tính cho mình. Xin lấy ví dụ như nó nó có thể tính là một ngày nó à, một vòng đời của nó nó sẽ sống trong bao nhiêu giây, nhưng mà loài người thì không thể nào mà đi khùng điên mà đi tính là trong vòng một đời như vậy là mình tính bao nhiêu giây mình sống bao nhiêu giây, bởi vì con số nó quá lớn và nó không cần thiết, cho nên loài người sẽ gom lại bằng những cái đơn vị tính lớn hơn. Quý gì hiểu không cũng vậy đó chư thiên thì người do tuổi thọ họ quá dài thành ra họ không thể nào họ dùng cái đơn vị ngày tháng của loài người để tính theo cái kiểu của họ được cho nên họ sẽ dùng những đơn vị tính lớn hơn mà trong kinh đó, để dễ giải thích thì đức phật gom nó lại và đức phật nói làm sao đó để cho mình dễ hiểu ha quý vị phải hiểu như vậy còn cái sự trải nghiệm thời gian của loài người và chư thiên là như nhau. Và nó cũng sẽ không có giống như những bộ phim siêu nhân mà quý vị coi. Mà ở đó một số anh hùng siêu anh hùng á. Họ chạy thiệt là nhanh. À, họ sống một đời mà mình thì mới có tích tắc tích tắc. Thì không phải như vậy. nha Cái sự trải nghiệm thời gian trôi qua của các cái giống loài là như nhau. À, đơn cử á là một cái buổi ngắm hoa của chư thiên ấy. do tuổi thọ tuổi thọ của họ quá dài cho nên là họ ngắm hoa ha, họ ngắm hoa. Ờ, một lần họ ngắm hoa đó họ ngắm cả trăm năm. Tính theo thời gian loài người đó, họ ngắm cả trăm năm như vậy đó. Bởi vì họ hưởng thụ cái sự hưởng thụ của họ nó nó thoải mái hơn mình rất là nhiều. Còn đối với loài người đó Nó giống như là một cái sự vội vàng vậy đó. Vội vàng kiếm tìm Vội vàng tưởng thụ Rồi vội vàng lìa đời Nó giống như bây giờ quý vị mà nhìn cái vòng đời của một con phù du Quý vị thấy nó rất là vội vàng Nó không có thời dành thời gian gì cho cái chuyện mà ngắm bông ngắm hoa Hay là coi một bộ phim mà nó nó chỉ đơn giản là lớn lên À, giao phối rồi duy trì hậu đại đời sau và sau đó chết đơn giản vậy thôi nhưng mà loài người thì do sống thọ hơn cái loài phù du rất là nhiều cho nên mới đẻ ra nhiều cái thứ để hưởng thụ à, và cái thời gian mình hưởng thụ có khi mình dành à, mình coi xong một bộ phim là cái ý, nó đã trôi qua mấy vòng đời của con phù du rồi à, phim mà luyện mấy ngày trời đó chuyện bình thường ha thì chư thiên cũng vậy thôi ờ, hoa mà họ ngắm một lần họ ngắm cả trăm năm đó là chuyện bình thường đấy y chang như vậy đó